cũng là ông con rể Vũ Dân không? Quý tiền không? Chất lượng không? Trung thành không? Đáng yêu không? Đáng yêu mãi cả già. Em ơi, lâu lắm em mới được mát lòng mát dạ với lại con bò được tóc xanh của em. Sao sao nào? Đến nơi rồi, không về nhà chuẩn bị đi. Còn đón tôi làm gì? Chắc là sếp biết lý do mà. Em tặng sếp. Sao lại tặng tôi? Em mong sang phần 2 vận đào hoa của sếp sẽ nở rộ. Và sang phần 2 em cũng mong sếp sẽ ưu tiên em hơn. Bởi vì nay xin bố cáo đón Tết về nhà. Loa 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 loa, chúc mừng năm con là một đứa bé, đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình, thì làm sao con không thương một người không máu mủ ruột già mà đón nhận con, cho con một mái ấm. Chị làm vợ, chị đã hoàn thành cái việc của một người vợ, một người mẹ chưa? Mẹ anh vừa phải tôi đừng có quá đáng như thế. Chị im đi, mẹ nghe anh im. Em đi tìm mẹ ruột của mình thì em nghĩ là mẹ sẽ buồn như thế nào?